hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Hailey muốn trở thành một cổ động viên. Cô bé vừa đăng ký để tham gia vào đội. Mọi thứ cô bé có là ước mơ của mình. Cô quá nghèo đến nỗi không thể chi trả cho một cây bút mới. Nhưng vì cô rất ngọt ngào nên các tiền bối sẽ chia sẻ với cô. Giờ cô đã có đủ bút để dùng trong suốt một năm. Nhưng Summer chưa bao giờ thấy đủ. Cô bé cũng ở đây để đăng ký. Cô gái nào sẽ được vào đội đây? Cùng tìm hiểu nha. Các cô gái đã trưởng thành, nhưng họ vẫn là đối thủ của nhau. Và mọi chuyện còn tệ hơn bởi vì Jackson, đội trưởng đội bóng đá. Hailey nhận được nụ hôn gió của anh chàng. Summer không thể bắt được. Cô đã giấu quả cầu cổ vũ của Hailey dưới một cái ly. Bạn có nhìn thấy là cái ly nào không? Hãy nói với tụi mình trong bình luận để Hailey có thể lấy lại quả cầu của mình nha. Trí thông minh của Jackson không bằng sức mạnh của anh. Anh cần giúp đỡ, nhưng ở đây không có ai có thể giúp anh được. Các cô gái đang bận làm móng của Hailey rất đơn giản. Và Summer có cả một chuyên gia làm móng ngay trong lớp học. Jackson đang hoàn toàn bị bối rối. Okay. Còn lâu anh mới nhận được điểm A. Go away, go. Summer đang luyện tập cho các động tác cổ vũ của cô. Nhưng ở đây không có đủ chỗ cho điệu nhảy chiến thắng của cô nàng. Summer không thích bị nhốt trong lòng. Chỉ một chút tiền mặt và không gian đã mở rộng ngay lập tức luôn. Nhưng nếu một phòng rộng ra thì phòng khác sẽ hẹp lại. Ai quan tâm chứ? Không phải Summer rồi. Summer cực kỳ quan tâm đến Jackson. Anh ấy rất nóng bỏng. Mọi cô gái trong trường đều mê mẩn anh chàng. Summer đã có được chữ ký của anh. Nhưng cô cũng muốn quả bóng nữa. Nhưng Hailey cũng muốn có. Jackson muốn việc này công bằng. Cả hai thử bắt bóng thì sao nhỉ? Bạn có thể giữ nó nếu bạn bắt được. Hai cú ném hoàn hảo. Và Jackson bắt được quả bóng. Quá công bằng. Anh chàng là vận động viên giỏi nhất ở đây. Hailey và Summer muốn tập thể dục. Summer có thể chi trả cho một huấn luyện viên riêng. Hailey phải làm huấn luyện viên cho chính mình. Và Summer đã có kết quả. Cô gây ấn tượng với huấn luyện viên và Jackson. Hailey không thể bị bỏ lại phía sau. Cô phải luyện tập chăm chỉ hơn. Và cô biết cách rồi nè. Wow, trước đây chưa có ai xoạc chân nhanh như vậy. Hailey là nữ hoàng của phòng tập. Và Summer đang rối như tơ vò. Theo đúng nghĩa đen luôn. Hailey đang vượt lên trước. Cô muốn đánh bại kỷ lục kéo giãn của Summer. Cả trường đang ở đây để xem. Wow, thật tuyệt vời. Cô nàng làm được rồi. Đây sẽ là một kỷ lục mới. Kể từ bây giờ, Hailey là cổ động viên ngầu nhất ở đây. Summer rất tức giận. Cô là một kẻ thất bại nặng nề. Và cô sẽ không bỏ qua việc này. Chiều cao vừa là lợi thế, vừa là trở ngại của cô nàng. Hailey đói bụng nhưng cô không đủ tiền mua bất kỳ món gì ở quán cà phê. Summer không thể thông cảm. Cô chỉ cần trả tiền mọi thứ bằng điện thoại của mình. Hailey cũng có điện thoại, nhưng cô sẽ phải bán nó để ăn. Việc này không đúng cho lắm. Nhưng dù sao đi nữa, cô cần phải ăn mà. Summer vẫn đang cố gắng vượt mặt Hailey để cô có thể ở bên Jackson. Có gì đó sai sai với cái lưng của Jackson rồi. Đây là cơ hội của cô nàng. Chăm cú ư? Jackson rất sợ kim tiêm. May là có Hailey ở đây. Cô nàng đã sẵn sàng. Giờ anh an toàn rồi. Không còn kim tiêm nữa. Nhưng giờ Hailey đang gặp rắc rối. Kim của Summer sẽ có ích lắm đây. Jackson luôn ăn tại bàn nổi tiếng.
nhưng có một vị trí trống bên cạnh anh chàng. Ai sẽ ngồi ở đó? Summer sẽ làm bất kỳ điều gì vì anh chàng, thậm chí là nói dối và gian lận. Đây rồi. Jason sẽ không để Kylie ngã. Kẹo xốp làm dịu cú choáng. Anh chàng tuyệt quá. Summer đã tự phá hỏng cơ hội của riêng mình. Kylie đang có một bữa trưa lãng mạn với Jason. Summer sẽ phải ngồi cùng với những người dư thừa này. Kylie nghèo đến mức cô thậm chí không thể mua nổi một chiếc ghế ở trường đại học. Summer đang cười nhạo cô nàng. Tuy nhiên, Kylie vẫn vui vẻ. Cô có thể tìm ra cách thoát khỏi tình huống này. Nhìn nè, cô đang ở trên đỉnh cao của thế giới. Hay là trên đỉnh của mấy cuốn sách. Summer thấy ghen tị. Này, bài tập về nhà của mình đâu? Túi của cô nàng đầy đồ trang điểm, không còn gì khác nữa. Như thường lệ, Kylie đã làm bài tập về nhà. Nhưng tìm nó trong ba lô của cô ấy sẽ rất khó khăn. Nó chứa hết mọi thứ. Nhưng vỡ bài tập ở tận đáy túi. Giỏi lắm Kylie. Giờ ai là kẻ thua cuộc nào? Kylie lập một cuộc mua bán để thu lợi cho đội bóng. Summer không thích điều này chút nào. Cô nghĩ nó thật thảm hại. Quá tầm thường so với đội bóng. Nên cô tổ chức một buổi chụp hình đắt tiền. Mọi người đều rất thích những bức hình. Cả đội chắc chắn sẽ thắng. Chúng ta là những nhà vô địch. Tốt hơn rồi. Summer biến tủ khóa của mình thành tủ quần áo. Cô có thể thay đổi ngay ở giữa trường học. Kylie cũng có thể làm vậy phải không nào? Mình đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết. Summer khóa chặt đối thủ của mình để Kylie tránh xa, trong khi Summer khiêu vũ với Jason. Anh chàng đây rồi. Jason có một vài ám ảnh. Một trong số chúng là tủ khóa biết đi. Kylie đang thể hiện điệu nhảy chiến thắng mới của cô nàng với Jason. Nhưng màn trình diễn đã bị phá hỏng. Summer có thứ gì đó tốt hơn. Tiền ư? Cô nghĩ cô có thể mua bất kỳ thứ gì, kể cả chiến thắng, thậm chí là cả Jason. Cô đang thể hiện tình cảm của mình với anh chàng bằng tiền. Trong khi đó, Kylie vẽ ra cảm xúc của mình. Anh sẽ chọn ai đây? Hãy giúp Jason nha. Nói với tụi mình đề nghị của bạn ở phần bình luận nha. Caroline đã từng nổi tiếng. Nhưng từ khi thị lực của cô trở nên kém đi, mọi thứ đã thay đổi. Giờ cô cần có cặp kính và cô đang nhìn thế giới một cách hoàn toàn khác. Nó giống như một vũ trụ song song, nơi mọi người đổi chỗ cho nhau. Ngay cả một sách nít cũng có vẻ hơi xuất sắc đó nha. Ai biết kính có thể ảnh hưởng đến thế giới quan của bạn nhiều đến như vậy. Trường đại học trong trí nhớ của Caroline giờ đã biến mất. Mọi thứ đều quá xa lạ, ngoại trừ Jason. Ngay cả giáo viên cũng thay đổi luôn rồi. Giáo viên mới siêu khổng lồ, nên thầy tạo ra một trận động đất mỗi khi bước đi. Một giáo sư mê thể thao, bạn có tin được không? Caroline thật sự cảm thấy như cô đã tiêu tùng ở trong vũ trụ song song. Anh chàng này thật to lớn mà, và mạnh mẽ đến nỗi anh phá vỡ mọi thứ mà anh chạm vào. Anh chàng to xác này có thể khiến cho Jason thấy khó khăn. Nhưng Jason sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy đâu. Anh nghĩ không có ai mạnh hơn mình. Nhưng anh đã nhầm rồi. Thầy giáo mới nghĩ Jason chỉ mạnh như một đứa bé. Tuy nhiên thầy đã bị ấn tượng bởi cú ném. Thầy thậm chí còn bắt tay anh chàng. Giờ Jason đang cảm thấy thầy giáo mới tràn đầy năng lượng. Và giờ anh mới nhận ra rằng anh thật sự không còn là anh chàng mạnh nhất ở đây nữa. Jason xếp thứ 3. Người mạnh thứ 2 là ngón tay của thầy Kevin.
thầy Kevin không giống với những giáo viên khác. Chỉ cần nhìn vào bài kiểm tra của thầy, đừng lo lắng, bạn không phải biết gì cả. Trong thế giới của thầy Kevin, chỉ có hai điểm số duy nhất, đạt hoặc rớt. Thầy thua bài kiểm tra trước thời hạn, nhưng bạn nhận được điểm của bạn bằng cách chiến đấu vì nó. Tuy nhiên, điều này không hợp lý cho lắm, vì thầy Kevin vẫn là người mạnh nhất trường mà. Caroline không có nổi một cơ hội nào. Jackson cũng đã thất bại. Tụi mình cần có một chiến thuật khác. Bộ não chứ không phải cơ bắp, hoặc toàn bộ tụi mình sẽ tiêu. Jackson và thầy Kevin đang trở thành những đối thủ đích thực. Họ đang khoe khoang, nhưng họ cũng thật quá lố. Jackson đang khoe loại nước hoa đắt tiền của mình. Chỉ cần nhìn vào cái chai, những gì Caroline có thể làm là đánh hơi. Xem những chai nước hoa đắt như thế nào nè. Chúng thật đắt và siêu siêu đắt tiền luôn. Tìm ra ai thú vị là một công việc kinh doanh nghiêm túc. Và mọi thứ đều quan trọng, ngay cả với hệ thống bảo vệ tủ khóa của bạn. Phải đến gần đây, Jackson đã có bảo mật tốt nhất. Nhưng tủ khóa của các sinh viên khác đều ở trong trạng thái thật tệ. Tủ khóa của Caroline có khi không đóng được, trừ khi bạn ép buộc nó. Nên Jackson phải giúp cô nàng. Thường thì tủ khóa sẽ rơi luôn sau khi anh chàng giúp đỡ. Nhưng giờ thì có thầy Kevin ở đây, tụi mình không phải lo về điều đó nữa. Nhà phát ngôn của tủ khóa. Tủ của Jackson đã từng là tốt nhất, nhưng thầy Kevin ở đây để thay đổi điều đó. Thầy nóng lòng muốn thể hiện với Jackson, và thầy thật sự có rất nhiều thứ để thể hiện. Có cả một cung điện bên trong tủ khóa của thầy. Đúng vậy, nhìn mà xem. Một phòng để áo khoác, trò chơi điện tử, một tivi khổng lồ. Thật điên rồ. Làm cách nào thầy có thể để vừa tất cả ở đó vậy? Chờ đã, còn nữa. Đây không phải là tủ khóa duy nhất của thầy. Thầy có phần mở rộng khi bạn bước qua nó. Bạn có thể thấy tại sao tủ của Caroline lại ở trong tình trạng tệ như vậy. Nếu những anh chàng to xác như Jackson và Kevin tiếp tục bước ngang qua tủ khóa của bạn, thì hỏi sao nó không mở được chứ. Tội nghiệp Caroline. Kể từ khi cô nàng mất sự nổi tiếng, cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn. Thật tệ là trường đại học này có đầy các vận động viên, người ăn những thanh protein. Tất cả họ đều rất giàu. Chơi đùa bằng đồ ăn rất bình thường đối với họ. Và những gì Caroline có thể làm là chấp nhận việc đó. Không có ai chú ý đến cô nàng, trừ khi kích thước của cô nàng sẽ có ích. Khi ai đó cần lấy thứ gì đó từ một nơi không vừa với các vận động viên, họ lấy thứ họ cần và quên mất đi Caroline. Thật khó để vô hình mà. Không có gì ngạc nhiên khi Caroline nổi điên. Có điều gì đó kỳ lạ ở cặp kính này. Chỉ cần lấy chúng ra và thế giới thay đổi. Không, không phải thị lực kém của Caroline. Thế giới đã thật sự thay đổi rồi. Mọi học sinh đều sợ việc đưa một bức ảnh xấu lên. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau rồi. Jackson và Kevin cần đảm bảo rằng các bức ảnh phải tuyệt vời. Và nó thật thú vị. Nhưng Caroline trông không đẹp với chúng. Cô nàng rất buồn. Cô thật sự muốn mình đẹp. Giờ cô nàng khóc rồi kìa. Nên các chàng trai quyết định chụp một bức ảnh khác, nơi cô sẽ trông đẹp hơn. Có lẽ nó sẽ không khiến cô nổi tiếng hơn nữa, nhưng ít nhất trong bức ảnh này mới là chính cô nàng. Giờ cô có thể nhìn lại những năm tháng đại học và mỉm cười. Nhưng chúng ta đừng tự mình vượt lên trước. Trở lại hiện tại nào. Jackson đang thử đeo kính của Caroline. Chắc chắn có gì đó về chúng. Caroline trông như một vận động viên. Jack bị hoảng sợ. Kevin đã đủ tệ rồi. Anh không muốn có thêm một cuộc thi đấu khác đâu. Vậy thì có chuyện gì với cặp kính này vậy? Chúng có phép thuật sao? Tụi mình không biết, nên hãy cứ xem thử đi. Cặp kính của Caroline đang thay đổi cuộc sống của cô. Và Jackson và Kevin đang thay đổi cuộc sống của chính họ. Khi họ thấy bức ảnh của một người nổi tiếng với một viên đá được gắn lên, họ quyết định họ cũng muốn thể hiện mình giàu như thế nào. Vậy nên Jackson đã có một viên kim cương trên trán của mình. Kevin đưa việc này đi xa hơn và đã trang trí cả vùng trán của mình với đá quý. Nó kỳ quặc nhưng mà hiệu quả.
Caroline cũng muốn có thứ gì đó để trang trí trán của mình. Nhưng thứ duy nhất cô có thể chi trả là một nốt mụn mà thôi. Kể từ khi Kevin lên làm giáo viên, chương trình học đã thay đổi rất nhiều. Giờ tất cả những gì tụi mình học là thể thao, nhưng có vẻ như đó là điều mọi học sinh quan tâm. Nhưng sau đó, Caroline làm mất kính của mình, và mọi vận động viên đều biến thành mọt sách. Nếu đây thật sự là một vũ trụ khác, Caroline không muốn ở lại đây nữa. Cô thích được bao quanh bởi vận động viên hơn những kẻ kỳ quặc và lập dị này. Nhưng chỉ vì chúng ta tập luyện không có nghĩa là chúng ta không có trận chung kết. Jason sẽ thất bại nếu Caroline không nhận thấy anh đang gặp khó khăn. Cô gửi cho anh chàng đáp án đúng qua không khí. Nhưng mà Jason nghĩ người hàng xóm tuyên chiến với mình. Anh không thể bỏ qua. May mắn là thầy Kevin ở đây với khẩu súng hơi đã cải tiến và mới tinh của mình. Và tiếp theo, hãy xem video của tụi mình về học sinh mới nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau trên kênh Trum Trum Trick.